video ngày hôm nay tôi sẽ chơi game thắng Sammy để giữ lấy 10 triệu quỷ đen của tôi. Ủa cái gì, 10 triệu quỷ đen? Ông có 10 triệu quỷ đen khi nào vậy hả? Hồi sáng nay tôi cũng có bảo với Sam là tôi mới vừa lãnh lương á, thì Sammy cũng có phát hiện ra là tôi có quỷ đen các bạn à. Tôi đưa hết tiền của tôi cho Sam nhưng mà Sam phát hiện ra tôi có quỷ đen cho nên là Sammy đòi quỷ đen của tôi á. Nhưng mà tôi đã có giao kèo với Sam rồi á, chính là tôi với Sam sẽ vào chơi game cùng với nhau. Còn tôi sẽ chơi ba tựa game, đầu tiên là Mini World, Roblox và tiếp theo là Play Together. Và nếu như tôi thắng Sammy thì Sammy sẽ cho tôi hết 10 triệu tiền quỷ đen này. Còn nếu như mà tôi thua thì tôi sẽ đưa hết 10 triệu tiền quỷ đen cho Sammy. Ok không? Vậy thì được, nghe hợp lý đó. Nhưng mà chắc chắn tôi là người thắng rồi. Trời ơi. Ok, được. Vậy để coi coi 10 triệu quỷ đen của tôi sẽ thuộc về ai. Nếu như tôi có được 10 triệu này, tôi sẽ sử dụng 10 triệu này để giveaway tặng quà cho bạn fan nha. Ok, rồi. Bắt đầu thôi, let's go. Rồi, và con game đầu tiên chúng ta sẽ chơi đó chính là Mini World các bạn ạ. Và như bạn đang thấy ở trong Mini World thì hiện tại chúng ta đang ở trong một con map rất là quen thuộc. Tạm biệt, có nhận ra đây chính là ai không? Anh nào đó. Đúng rồi, đây chính là... Ủa, anh áo hồng chứ. Ủa mà sao trong này màu đỏ ta? Anh áo hồng ở trong Squid Game nha các bạn nha. Đấy, ok. Thì hôm nay tôi với Sam sẽ chơi cái trò đầu tiên là chị búp bê ở trong Mini World. Rồi, bắt đầu nha Sam. Sẵn sàng chưa? Bây giờ ai mà thắng trò này là sẽ được một điểm thi ba trận. Nếu như ai được hai điểm, người đó thắng luôn. À, ok. Vô, rồi. Ủa, thấy không, thấy không? Ủa, chúng ta chỉ cần đang đi thế này mà chị áo đỏ quay lại. Oh my god. Tôi thua rồi. Oh my god, cái này mình phải nghe tiếng nha. Dừng nè. Đó, chị búp bê quay lại đó, thấy không? Đó, ok, đi tiếp, đi rồi. Tiếp. Cố gắng lên. Từ từ. Dừng. Ok. À, cái là dừng. Tôi chỉ cần tôi vượt qua Sam thôi tôi thắng các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Oh. Dừng. Bay quá. Ok, tiếp. Đấy. Tôi gần thắng. Ê! No! Trời ơi. No, Sam ơi, thua đi Sam ơi. Sao vậy? Trời ơi, tôi thua rồi, chết rồi, Sam ơi qua trước tôi rồi. Oh no. Cay thế nha, nhưng mà khoan từ từ, bà đừng vội mừng. Ok, nói chung là Sammy thắng trận đầu tiên nha. Vẫn còn hai trò nữa, đó chính là Roblox với lại là Play Together. Chứ mà chưa thắng được đâu. Rồi, qua Roblox nào, let's go. Rồi, ok bạn ơi, hồi nãy ở bên Mini World là tôi đã thua Sam rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ đến với game ở trong Roblox nha các bạn nha. Thì cái game Roblox này sẽ chơi như thế nào thì như bạn đã nhìn thấy trên màn hình, nó sẽ hiện cái chữ màu xám kìa, bạn thấy không? Thì cái game này nó hiện cái chữ màu nào thì chúng ta sẽ phải bước lên cái màu đó. Đây, ở bên nhảy dưới này màu đó. Đó, nhảy theo màu đó. Và ai mà đến đích trước thì người đó sẽ giành chiến thắng. Và bây giờ tôi với Sammy, nếu như mà ai đến đích trước được top 1 hoặc là top 2 gì đó và hơn top của người kia thì coi như là người đó sẽ giành chiến thắng và sẽ được một điểm nha. Ok, hồi nãy bên Mini World là Sam được một điểm rồi nè. Tôi cay quá, trời ơi, kiểu này chắc tôi mất quỷ đen quá. Thôi không sao, lại làm lại mấy bạn ạ. Cố lên. Rồi, chuẩn bị bắt đầu nè bạn ơi. Vô thôi. Sam à, tôi nói Sam nghe nha. Ở cái game bên kia là do Phong sơ sẩy thôi, Phong mới thua, hiểu không? Game này là Phong thắng rồi. Game này Phong thắng cho Sam thấy. Leo này đứng nè, nhanh lên, chuẩn bị bắt đầu nè. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, ok, để xem màu gì sẽ hiện ra đây. Màu xanh đây. Ờ, màu xanh đậm, màu này. Ok, đứng vô. Này. Ok, đứng vô. Rồi, đó. Đó mấy bạn hiểu cách chơi chưa? Nó hiện cái màu nào bạn phải qua màu đỏ không? Ok, đứng vô màu hồng nè. Rồi, màu hồng. Yeah, Sammy đang ở sau lưng của tôi rồi. Kiểu này tôi thắng rồi bạn ơi. Ok, màu xanh dương. Màu xanh dương. Màu của tôi. Đây màu này. Ok, đứng vô màu xanh. Ơi, Sam ơi, Phong đi trước nha. Xin lỗi Sam. Để tôi chạy. Ok, màu xanh lá cây. Đây, màu bên này. Bên này. Mình không nên tham lam mấy bạn à. Mình cứ đi từ từ thôi, không nên tham lam, bạn hiểu không? Ok, rồi tiếp. Màu lục lam. Màu lục lam. Ừ, cái màu này. Trời ơi. Không cần rồi. Ôi, sao bà tới bên tôi rồi? Ôi đâu. Màu vôi xanh, màu này. Cố lên. Ui. Yeah. Được rồi, tôi gần đến đích rồi. Ok. Màu xanh lá cây. Qua luôn đi. Qua đích luôn. Yeah, tôi top 1 rồi. Tôi top 1 mấy bạn ơi. Quá là đơn giản luôn. Ok, thôi không sao, bây giờ tôi cho Sam chơi thêm lần nữa nè, chơi không? Thôi, lần sau tôi thắng thì sao, không sợ hả? Ơi, bây giờ tôi con trai, tôi nhường con gái luôn, chơi thêm một lần nữa nè, chơi không? Ok,
sợ ok vậy? Vô luôn. Rồi tiếp nè, lần này tôi là cái trận trước rồi tôi coi như không tính luôn, tôi nhường cho Sam luôn các bạn. Ok, okay. Màu xanh dương. Ê, nhảy vô. Ok. À, Sammy đang đứng kế bên tôi mấy ông ạ. À. Ok. Thôi tiếp. Ok. Màu vàng. Màu vàng ở trước mặt. Nhanh. Ôi, trời ơi. May thế nhờ, xém nó té. Ok, màu tiếp theo, màu cam. Màu cam. Ui, tôi an toàn, tôi đứng ở đây cho chắc. Ui. Sammy nhanh đi. Ok, màu nâu. Sam ơi, không có màu nâu bên đó đâu. Đừng có đi xa quá, té đó. Ok, mà Sam mới đi trước tôi rồi mấy ông ơi. No, màu xanh đậm. Ui, trời ơi, màu này. Trời ơi, Phong cần ngừng té nha. Ơi, Sam ơi, không thắng được đâu, Sam ơi. Không thắng được đâu, màu hồng kìa Sam ơi, có chừng té đó, Sam ơi. Tôi đứng đây, tôi đứng đây, tôi đợi ông đó, để coi ông nhanh được chừng nào, tôi đứng đây đó, tôi đứng đây ngon, ông vượt tôi đi. Thật ra là tôi đang muốn Sam vui, tôi nhường Sam mạng, chứ không phải tôi chơi dở đâu nha. Ủa vậy hả? Ok, thôi được. Vậy là coi như Sammy giành được 2 điểm. Rồi chúng ta đến với game mới nào. Ok, con trai chơi nhường con gái không sao các bạn ạ. À. Rồi ok, tiếp okay. nha. Hồi nãy Sammy đã thắng tôi ở trong Mini World và cả Roblox mấy bạn ạ. À. Cho nên bây giờ tôi phải báo thù ở bên trong Play Together mới được. Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, bây giờ thì tôi với Sammy sẽ vào trong Play Together. Thì ai giành được 3 điểm trước thì người đó sẽ là người giành chiến thắng và sẽ lấy được quỷ đen. Mà hồi nãy giờ Sammy được 2 điểm rồi mấy bạn. Còn tôi chưa được điểm nào hết trơn. Giờ Sammy là thắng tôi nữa là coi như tôi thua luôn đó. Trời ơi. Sao tôi được 10, tôi sẽ được tiền quỷ đen quá không? Ờ hay quá. Ok được rồi, Sammy đi theo tôi nè. Bây giờ tôi sẽ mời Sammy trong nhóm chơi nha. Đây đứng im. Để tôi bấm nha. Rồi Sammy tham gia lời mời đi. Chấp nhận. Rồi, ok. Bây giờ Sammy sẽ đi theo tôi nè. Rồi. Bây giờ á chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một cái trò chơi đầu tiên. Đó chính là trò gì ta? Trò giống kiểu thời trang á bạn, thay quần áo và cho người khác chấm điểm. Rồi đi thôi. Tôi nhìn Sammy mặc cái bộ skin với con cá mập chèm vòng nhìn cute thật sự luôn á bạn. Ok được rồi. Để rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong hoàng tử thời trang nè Sam. Chúng ta sẽ bấm vào trong hoàng tử thời trang và tham gia nha. Ok. Chơi. Rồi. Có. Ok, hiện tại bây giờ đang còn 8 người chơi thì tôi sẽ vô đấu với 8 người. Nếu như mà tôi mà được hơn điểm của Sam tôi thắng, không cần biết top 1 hay top 2 gì hết trơn, chỉ cần hơn okay. top của người kia là thắng. Ok. Rồi. Vô nè. Rồi, vô. Trời ơi, cái gì chứ, cái trò này tôi chơi trên livestream nhiều các bạn ơi, cho nên là tôi hơi bị xịn. Tôi còn mua thêm cả đồ VIP nữa cho nên chắc chắn là đồ tôi sẽ được đẹp hơn đồ của Sam rồi. Ok, Sammy mà muốn thắng thì Sammy nhớ mua hạng VIP nha. Ok. Gì? Cô gái đẹp trai. À. Đẹp trai hả? Là phải đẹp trai hiểu không? Ok, skin đẹp trai á. Trời hợp lý. Cái này được nè. Ủa, tôi sẽ là tôi phải đẹp trai hả? Đúng rồi, Sammy phải mặc đồ con trai làm sao nhìn cho đẹp trai á. Trời ơi, cái này là hợp lý với tôi mấy ông ơi. Tôi là con trai cho nên tôi biết. Ok, tôi sẽ cầm cho tôi một cái cây súng bắn tiền nè các bạn. Đó, ok. Ủa làm sao cao được, sao người tôi lùn vậy? Cao thì ở bên đây bên ngoài đây nè Sam, nó có mấy con nó canh nè, Sammy bấm vào người nó để chọn chiều cao nha. Phong sẽ chọn này. Ok. Rồi, tôi sẽ chọn cho tôi một cái đôi mắt thật là đẹp. Tôi sẽ chọn mắt này đi, nhìn có vẻ láo cá nè, nhìn nó kiểu cũng hơi bad boy các bạn ạ. Đấy. Rồi, bây giờ tôi chạy lên trên phòng VIP nè Sam ơi. Tôi sẽ mua đồ VIP tôi mặc cho nó xịn. Đây, chạy lên đây. Đồ đẹp trai. Đồ đẹp trai hả? Đẹp trai mặc đồ gì cho đẹp trai ta? Ở bên này tôi thấy có cái áo siêu nhân rồi, tôi mặc cho thử coi. Trời, cái này là đồ siêu nhân rồi, không đẹp trai. Mặc đồ này đi. Ừ, đồ này nhìn nó Hàn Quốc nữa bạn. À. Ô, có cái bộ đồ bên này nhìn ngầu quá nè. Ui, mặc bộ này được nha, nhìn ngầu đó. Ok, tôi sẽ mặc bộ đồ này. Rồi tôi sẽ kiếm thêm một cái đôi dép nữa đó, xịn xíu. Đôi dép này đi. Rồi ok. Trời, nhìn tôi bây giờ giống ca sĩ không bạn? À. Ui, ở bên này cũng có một bộ đồ cũng đẹp nữa nè, hay là lấy bộ này ta, bộ này nhìn có vẻ đẹp hơn nè bạn, bộ này nhìn đẹp trai hơn nè. Được, tôi lấy bộ này đi. Nói chung là thấy bộ nào đẹp mình lấy bộ đó. Ok, đôi giày thì tôi sẽ chọn cho tôi một đôi giày màu đỏ đi. Đó, đôi giày màu đỏ nó sẽ hợp với cây súng của tôi hơn. Tôi phải phối màu các bạn hiểu không? Ở bên này thì tôi sẽ tìm cho tôi một cái mũ nào đó để tôi đội lên nhìn cho nó đẹp đẹp ngầu ngầu xíu. Bên này có cái mũ nào đẹp không ta? Không, hình như là không có mũ nào đeo lên cho nhìn nó đẹp trai hết vậy. Trời ơi là trời. Hết rồi, còn có 1 phút 50 giây thôi kìa Sam ơi, nhanh lên. Ui, ở bên kia có tóc. Đây, ở bên này có tóc, tôi sẽ chạy qua đây tôi mua tóc. Tóc ở trên lầu á Sam. Trời ơi nhiều té. Đây, tôi thấy có cái tóc màu xanh này hợp với tôi nè, tôi sẽ đeo cái tóc màu xanh vô. Nhìn ngầu nha, nhìn đẹp trai nha. Được đấy. Ok rồi. Cái tóc
màu xanh này là hợp lý rồi nè. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cho tôi thêm mấy cái đồ phụ kiện, cái kiểu mặc vô nữa cho nó đẹp hơn. Tôi nhớ là ở bên nào đó hình như là nó có thêm cả mắt kính nữa bạn, nhưng mà mắt kính nằm ở đâu ta, sao mà tôi không thấy à? Từ để coi coi. Cầm cây súng thì cũng đẹp đó. Khu VIP tôi không có vô được. Trời ơi trời buồn quá. Sammy bỏ xu rồi đi. Sammy không có kim cương để vô à? Tôi không có, tôi có, tôi bỏ rồi. Đây thêm cáo choàng đỏ vô. Trời ơi, nhìn nó phải vừa ngầu mà nó vừa đẹp, bạn thấy không? Mặc cáo choàng đỏ vô nữa nhìn giống siêu nhân Superman. Ủa, cái mắt kính nằm ở chỗ nào ta? Chết rồi, không có. Đây đây đây, bên này. Bên này tôi thấy có cái tai nghe con mèo nè. Đây, để đeo cái tai nghe vô luôn, nhìn chắc cũng đẹp trai hơn đó. Ok. Rồi, còn có 10 giây cuối cùng mà Sam ơi, tôi xong rồi nha. Dạ. Bà xong chưa? Tôi xong rồi đó. Ok. Vô thôi, vô thôi. Ủa đây là Sammy hả? Ủa? Ok, nhìn cũng đẹp trai đó. Ok, cho tôi cho 5 sao luôn nha. Tôi là thấy đẹp thì tôi cho 5 sao nha các bạn. Tôi không có chơi theo kiểu ăn gian các bạn ạ. Ok. Và ở đây chúng ta sẽ thấy có thêm một bạn nữa, thì bạn này cũng đang hình như bạn này là bạn nữ mà. Ủa cái này là chàng trai cô gái đẹp trai. Ủa là có nghĩa là con gái. Con gái nhưng mà phải đẹp trai hả? Đây là tôi nè, thấy chưa? Đẹp chưa Sam? Trời ơi, nhìn là thấy thích liền gì? Nhìn giống trời ca sĩ Hàn Quốc không? 5 sao luôn. Công trời ơi nha, đẹp vô. Yeah. Rồi, và bây giờ chúng ta đến với phần chấm điểm. Yeah. Sam ơi, tôi thắng rồi. Ghê chưa? 5 sao. Trời ơi, Phong đã được thêm 1 điểm nữa. Rồi, và vừa rồi thì tôi đã giành lại được cho tôi 1 điểm. Sammy được 2 điểm rồi. Có nghĩa là nếu như bây giờ Sam mà thắng thêm trận nữa là Sam thắng luôn. Còn tôi phải cần 2 trận nữa. Ok, thôi không sao, cố gắng lên. Rồi, bây giờ nè Sam, qua bên đây. Trò chơi tiếp theo mà tôi với Sam sẽ thi đấu với nhau đó chính là trò bắt côn trùng, hiểu không? Bắt côn trùng á, tôi nhận cái gậy nè. Đúng rồi, bây giờ Sammy lại gần ông này nè. Sammy mua cho tôi một cái gậy đi. Ok, lại đây, mua vật bắt côn trùng nè. Đó, Sammy mua cho Phong cái gậy cuối cùng luôn á, 96 kim cương á. 96 kim cương, wow. Rồi, Sammy đã mua rồi đúng không? Rồi, đây, tôi mua rồi, đây. Ok, và bây giờ trò chơi này đơn giản thôi. Trong vòng 3 phút, tôi với Sammy sẽ đi thi đấu với nhau. Nếu như ai bắt được nhiều côn trùng hơn thì người đó sẽ chiến thắng. Chơi không? Ok. Ok, rồi, và thời gian chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, ok, đấy tôi sẽ đi vòng vòng đây để kiếm côn trùng mấy bạn ơi. Côn trùng á, nó to không vậy? Tại đây lần đầu tiên tôi bắt á, tôi không biết. Nó cũng to lắm. Ui, tôi thấy có con ma nè Sam. Ủa? Cái gì trong này con ma vậy? Ôi, có con ma bay bay nè. Từ, tôi bắt nó đi. Ui, 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 ôi Sam ơi, tôi bắt được một con ma. Ủa? Gì vậy? Ông bắt côn trùng hay bắt ma sao vậy? Wow, tôi bắt được một con ma. Ơi nhưng mà con ma này tôi không có giữ được, vậy là không tính điểm rồi. No. Ok, tôi sẽ đi vòng vòng đây. Tôi sẽ bắt con bướm, tôi sẽ bắt con bướm. Từ từ thôi nha, coi chừng bắt không được đó. Tammy đang im lặng các bạn ơi, căng thẳng đi. Bắt được chưa? Chưa, tôi đang đi tới gần nó. À, đây, tôi thấy có một cái con gì đó bên đây rồi. Có thấy một con gì đó bên đây rồi. Rồi, tôi sẽ bắt nó nha các bạn nha. Đây, tôi phải lại gần chậm thôi. Chậm lại gần nó. Chậm lại. Không được, đi quá nhanh là nó sẽ phát hiện cho chúng ta. Và 1, 2, 3, giật. Yes. Bay rồi. Tôi bắt được một con bọ hung rồi. Yeah, một con. Ok, một con nha. Tôi được một con rồi nha. Yeah. Ui, có con bướm kìa. Vậy? Cái này khó lắm đó, không phải dễ đâu. Sammy phải đi chậm thôi, lại gần nó hiểu không? Đây, đi con ít. Con bướm. Đây, con bướm màu vàng. Đây, tôi thấy rồi Sam ơi. Tôi chuẩn bị bắt được con thứ hai nè. Lại gần nó chậm thôi bạn ơi. Giật. Yes, yeah. Hai con. Yeah. Tôi được hai con rồi nha. Đi mất tiêu rồi. Con bướm màu cam tôi đang đi theo đó. Giật. What? No. Giật. No. Không phải. Giật. Yes. Bướm màu xanh. Ba con. Đi chậm thôi. Kéo chuột chậm lại gần thôi. Đứng này, thế nào nó cũng bay lại. Đứng ở đó thế nào cũng bay lại à. Nó nhập cánh rồi. Yeah, tôi bắt được thêm một con ve sầu vương miệng luôn nha. Hơi bị xịn. Sam ơi, còn 1 phút rưỡi đó Sam ơi. Khó quá vậy. Có con bướm màu đen nhìn đẹp quá nè. Từ nãy tôi bắt được 3 con rồi. Tôi sẽ bắt thêm con bướm màu đen này nữa. Tôi sẽ được 4 con các bạn ơi. Yes. Tôi có được 4 con rồi nha. Này, tôi thấy có một con bọt cánh cứng. Để tôi. Tại vì Sammy đi nhanh quá đó, Sammy đi chậm chậm này thôi. Sao nó bay vậy? Rồi, hiện tại là còn 50 giây nha Sam ơi. Tôi thấy có thêm một con bướm bướm đó kìa. Tôi sẽ lại bắt con bướm bướm này luôn. Tôi coi như là bắt được
trường. Ô, bên này có một con bướm màu xanh dương đẹp thế nhở. Từ từ để tôi qua tôi bắt mới được. Tôi tranh thủ tôi bắt để tôi đem về bộ sưu tập của tôi luôn mấy ông ơi. Cái cành cây khô mà tôi tưởng có con bướm đầu kia. Trời ơi mắt tôi. Trời ơi sao nó bay mất con bướm rồi. Đấy nha. Đây rồi, có con bên này, có con bên này, vẫn còn một con bên này. Có con ếch. Bắt. Yes, 5 con. Sao rồi? Bắt. Cái này là tôi bắt con kiến được không ta? Được, con kiến cũng được. Tôi bắt được con kiến rồi. Rồi. Sammy đang rất là hạnh phúc bởi vì bắt được con kiến bạn ạ. Ok, vậy, bởi vì vậy, là vậy. Sammy đây là lần đầu chơi cái trò này cho nên tôi sẽ cho Sammy thêm 1 phút 30 giây nữa nha để cho Sammy đi bắt nha, tại vì cái này lần đầu tiên Sammy chơi mà. Ok. Rồi, dạ okay. Tôi xong rồi đó. Tôi bắt được tổng cộng là 5 con. Đó, rồi bây giờ tôi cho Sam thêm 1 phút 30 giây nè để coi Sammy bắt được bao nhiêu con. Tôi bắt 5 con, 6 con kiến là tôi hơn ông rồi đúng không? Đúng rồi. Chỉ cần bắt được 6 con kiến là hơn tôi thôi. Rồi đó. Ok. 1 phút 30 giây của Sam. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm kiến bạn ơi, tại vì kiến rất dễ bắt nhưng mà bây giờ mình không thấy con kiến nữa hết trơn là sao vậy ta? Nó dễ bắt mà sao nó đi hết trơn rồi? Con kiến là con dễ bắt nhất trong đây luôn á, tại vì nó không có bay được, hiểu không? Nó đi tới tôi nó. Ồ con bướm. Tôi đang nhìn thấy Sammy đang đi chậm chậm đó bạn. Nhìn dễ thương thiệt. Từ thôi, chậm chậm thôi. Con bướm bay mất tiêu. Tôi phải đi tìm. Tôi chắc chắn quanh đây sẽ có con gì đó nó có. Không có. Con ếch thấy mất không? Chậm thôi. Đó, vẫn còn nhanh. Đó, vẫn còn nhanh. Chậm thôi, đừng có kéo lên. Từ từ thôi, cái đi con chuột đừng có kéo lên. Sao bắt vô nữa rồi? Thì nó nhảy mất tiêu rồi. Chui, nó vẫn còn. Con. Sammy đã bắt được thêm một con ếch nữa nha các bạn nha. Đấy. Là mấy con rồi? Là mấy con rồi? Hai con hả? Ok, Sammy còn 30 giây. Sammy còn 30 giây đó. Từ nha. Ok, Sam ơi, còn 20 giây cuối cùng, nhanh lên Sam ơi. Nhanh lên. Oh no. Hụt rồi. Sammy bắt được con ve đó, Phong cho Sam một điểm luôn. Ok, con trùng. Ok. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Trời ơi. Bắt được 3 con rồi. Trời ơi, còn 2 con nữa thôi bằng điểm của Phong rồi. Thôi không sao. Không sao cả. Nói chung là Sammy đã bắt được 3 con rồi nha các bạn nha. Vậy là điểm số của tôi với lại Sammy hiện tại đã hòa nhau, mỗi người 2 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi cuối cùng. Rồi, ok bạn ơi, vậy là vừa rồi tôi với Sammy đã hòa điểm nhau rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi của Play Together mini game mấy bạn ạ. Và nếu như ai mà giành được chiến thắng trong mini game này thì người đó sẽ là người giữ được 10 triệu tiền quỷ đen của tôi. À, okay. Sẵn sàng chưa? Ok. Bà mà thua sớm quá là bà chịu nha. Không okay. Không có để thừa nha. Rồi, và trò chơi đầu tiên của chúng ta sẽ là trò cuộc đua sân thượng. Rồi, nhiệm vụ của Sammy là phải bắt cua từ đây ra đằng sau dưới bên dưới kia, hiểu không? Và sau đó là né mấy cái đĩa bay ra, hiểu không? À, yên tâm, trò này á là chỉ có 6 người bị loại thôi, mà Sammy mà nằm trong 6 người bị loại đó thì thôi tôi chịu luôn á. À, vậy nè. Thì trong đây nó có mấy cái chỗ, có mấy cái khe mà, đừng có nhảy vô. Phòng đang gần tới đích rồi nha Sam ơi. Ủa gì tôi rớt hoài vậy ta? Sammy nhảy cẩn thận thôi, đừng để rớt. Đây, tôi lùn quá à, nhảy khó. Đâu, ở trong đây cao hay lùn gì nhảy nó cũng như nhau à. Đây, ok, đến cái đoạn này. Tôi chơi cái này trong Play Together bạn. Tôi ghét nhất là cái bắt cua. Tại bắt cua khó quá bạn ơi. Hả? Ok, cố lên. Yeah, tôi tới đích rồi Sam ơi, tôi tới đích rồi. Gì nhanh dữ vậy? Oh no, tôi gần tới đích mà tôi lại té rồi. No. Trời. Ôi. Oh, trời, cái này khó nha. Mấy cái đĩa bay nó bay qua bay lại nè. Trời. Cố lên. Ok, 10 người đó, 10 người đã tới đích. Ok. Nhảy qua. Yes. Rồi tôi qua nha Sam ơi. Ủa gì nhanh dữ vậy? Tôi đang qua. Rồi, cố lên bên này nè. Nhảy nha, có cái hố. Trời ơi. Có cái hố mà Sam ơi. Tôi qua. Nhanh lên, còn bốn người cuối cùng. Cứ chừng nha, nhảy. Yeah. Sammy xếp hạng 21 rồi, may ra Sam đó. Rồi, vậy là coi như tôi với Sammy đã vượt qua được màn 1 nha các bạn nha. Ok, may ra Sam đó nha. Sammy mà thua là tôi thắng luôn nha Sam.
Tiền quỷ đen luôn đó. Ok, rau 2 đua xe tốc độ. Trời ơi, cái này chơi khó nha Sam. Coi chừng té Sammy là mình biết là Sammy chết thua dễ. Té thua không, té đây là chơi lại thôi chứ không có bị thua. Ok, tôi biết là Sammy là chơi dở mấy cái mà người ta bắt cua lắm mấy bạn ạ. À. Mà cái này cái đường này là nhiều mấy cái chỗ mà té lắm á. Nhảy ra. Sao nó cho lên vậy? Hả? Trời khó thật đấy. Ok trời, ngay cả chạy mà Sammy còn chưa biết chạy sao nữa trời ơi. Ok nhảy nè. Ở đây là còn 18 người được qua hả nha Sam ơi. Đừng để thua nha. Trời ơi, tôi đây. Đây Phong đang đi, Phong gần tới đích đây nè. Nhanh chứ vậy? Đúng rồi, Phong hay mà, Phong gần tới đích rồi nè. Té liên tục luôn, không có chạy được. Ui, Phong té rồi, đâu? Nè, tôi đang tới. Trời ơi, tôi hàng bét luôn hay sao, tôi thích cái đích luôn á. Rồi, tôi qua đây. Rồi, ok bạn ơi, vậy là coi như trong trận này tôi đã giành được chiến thắng và tôi đã giữ lại được 10 triệu tiền quỷ đen của tôi. Yes. Buồn quá à. Lần đầu tiên trong cuộc đời được cầm tiền lương của mình không phải xin phép ai hết. Và hạnh phúc quá mấy bạn. Trời ơi, ông hên tới bạn ơi. Lần này tôi nhường ông đó chứ nghĩ sao ông thắng vậy? Vậy luôn hả? Nhường luôn hả? Ok. Được rồi, không sao, tôi sẽ lấy 10 triệu này dẫn Sam đi ăn hai di lao nha. Ok. Rồi. Ok bạn ơi, vậy là coi như trong trận này mình đã giành chiến thắng và mình đã giữ lại được 10 triệu tiền quý đen của mình rồi. Và anh em thấy video này như thế nào? Nếu như các bạn thấy video này hay, thấy thích video này, đừng quên hệ cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy ở bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký họ cho Sammy nữa nha các bạn nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ video này cũng rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Và bạn muốn mình chơi game gì tiếp, hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Bye bye. Hello team, hello team.